hướng dẫn anh em thay background. Ở đây có 3 tấm hình, một tấm background, tấm mẫu và mình đổi background cho mẫu. Anh em mở hai tấm hình này trong Photoshop, rồi ngay chỗ layer phía góc dưới bên phải, chúng ta kéo cái layer mẫu thả vào trong cái file ảnh của background đó. Rồi nó hơi lệch một chút xíu thì chúng ta chỉnh lại cho nó ngay ngắn. Bước đầu tiên chúng ta mở cái công cụ để tạo mặt nạ. Ở trên thì đó, anh em thấy có chữ Select Mask, chúng ta bấm vào thì nó ra một cái giao diện mới ở trên cùng. Chúng ta chọn cái trên cùng ha, Onion Skip để chúng ta tách mẫu. Ở đây thì mình chọn khoảng 30-50%. Sau đó chúng ta dùng chuột bôi từ 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 để tách mẫu ra. Đó. Thì khi chúng ta làm vậy thì vùng viền nó hơi lem nhem, chúng ta sẽ chọn cái công cụ thứ hai kết hợp với lại bên trái có ba cái cọ đó, chúng ta dùng cọ để chúng ta bôi nhẹ nhàng từ từ cái vùng viền cho nó gọn gàng chi tiết. Sau rồi chúng ta ở dưới cùng bên phải chúng ta bấm layer mask và ok, rồi chờ kết quả. Đó, anh em thấy rất là nhanh, đơn giản, dễ dàng để thay background cho một cái ảnh. Chúc anh em vui vẻ.